Như vậy là các quarter đã đi qua hai di sản trong hành trình di sản năm nay, đó là Hà Nội và Quảng Ninh. Vậy thì các quarter, đặc biệt là những quarter nước ngoài, sẽ có ấn tượng như thế nào về những di sản rất đẹp và kỳ vĩ của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của các quarter. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu ở Việt Nam. Tôi thấy giải đua này khá ấn tượng. Chặng đua hôm nay cũng rất hấp dẫn. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn ở những chặng tiếp theo của giải đua này. Tôi thấy chặng đua ngày hôm nay khá thú vị. Thật tiếc là tôi bị ngã xe khi đến sprint 2 nên tôi bị tụt lại khoảng 10 phút. Tuy nhiên thì tôi cũng đã rất cố gắng để thi đấu và về nhất ở sprint 3. Tôi rất vui khi thấy trên đường có nhiều cảnh đẹp. Ngay cả bây giờ sau lưng tôi, khung cảnh cũng rất ấn tượng. Trận đua hôm nay cũng là một trận đua rất là dài mà các đội đều đẩy lên tốc độ rất là cao, thời tiết rất là nóng. Dài bên Thanh Long thì cảnh rất là đẹp, có cung đường sát biển và có những đội nổi khi đua tới những cảnh đẹp của Việt Nam thì sẽ tăng lên những kịch tính cho cái trận đua. Tôi cảm thấy rất thích thú và tràn đầy hứng khởi khi giải đua năm nay đưa chúng tôi đến với rất nhiều địa danh có cảnh đẹp tại Việt Nam. Ở chặng đua này, thật khó để chúng tôi có thể bảo vệ cho áo vàng bởi vì các vận động viên các đội khác tấn công liên tục. Giải đua năm nay rất quyết liệt và hấp dẫn. Chặng đua hôm nay rất hay. Tôi và các đối thủ đã có những cuộc so tài rất kịch tính. Khi đến vạch đích thì tôi cũng không biết chắc được mình hay đối thủ đã cán đích trước. Những chặng sau có lẽ sẽ còn khó khăn với tôi nhiều hơn nữa.